Tôi có một thói quen thích hình dung và phát triển trong đầu những hình ảnh khi được thu nạp vào mắt. Biết rõ bản thân sở hữu một năng lực không gian vô hạn, tôi quyết định đến với siêu trí tuệ Việt Nam để tìm cho mình một đối thủ xứng tầm. Tôi đã tự luyện tập và chinh phục không ít những thử thách có độ khó cực đại về không gian của siêu trí tuệ quốc tế. Tôi luôn sẵn sàng khiêu chiến với các thử thách của chương trình, mục đích là để chứng minh bộ não của tôi là một cỗ máy hoàn hảo và hoạt động trơn tru. Hãy xem tôi, Đức Giang, sẽ phi thường tiến cấp như thế nào trên sân khấu của siêu trí tuệ Việt Nam. Em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Đức Giang, em đến từ Hà Nội ạ. Và năm nay em 22 tuổi, wow. 98. Trẻ. Tôi nhìn em nụ cười rất là tươi nha, nhìn là tôi thấy thiện cảm rồi. Cái giỏi của em về không gian 3D là về hình học đúng không? Dạ vâng. Hiện nay em đang học ở đâu? Hiện nay thì em đang là sinh viên của trường FPT. Cộng thêm với em cũng đang đi làm chuyên viên tư vấn đầu tư tại công ty chứng khoán FPT. Em phát hiện ra mình có cái khả năng này từ khi nào và qua cái việc gì? Thực ra thì em cũng không nghĩ là đấy là một cái khả năng đặc biệt. Chỉ là từ bé thì em có thói quen thích chơi những cái mô hình và em hay tưởng tượng từ những cái mô hình đấy ra nó di chuyển sống động như thật ấy. Từ những cái đấy thì bắt đầu lớn lên dần thì em bắt đầu vận dụng những cái tưởng tượng của mình vào trong cuộc sống hàng ngày. Cái đó là khả năng đặc biệt đấy em. Ừ nha. Anh không thể làm được cái điều đó em nha. Và không ai có thể làm được điều đó nếu như không được tặng. Đây là món quà của Thượng Đế. Sting, vị cà phê mới, năng lượng tỉnh táo, bừng sáng trí tuệ Việt. Mì ba miền tôm thu cày lấy nước cốt đột phá, tinh túy ẩm thực Việt, tinh hoa trí tuệ Việt. Để Trấn Thành tóm tắt để quý vị dễ hiểu hơn, một con hươu này được gấp như sau. Mình phun cái sơn trắng lên con hươu này đi, ví dụ vậy. Thì khi mình bung con hươu này ra thành một tờ giấy A4 trở lại, sẽ có những cái phần sơn trắng nó hiện ra. Còn bên trong nó có những cái nếp gấp ẩn vào trong, nó sẽ không có cái sơn màu trắng, đúng không quý vị? Người ta đã làm ra một cái phác đồ như thế này. Khi chúng tôi ướm nó vào thì cái mặt A của tờ giấy, cái phần nào có sơn trắng nó sẽ hiện ra màu trắng. Còn cái phần nào chúng tôi làm đen lại, có nghĩa là cái phần giấy đó là phần giấy ẩn vào bên trong. Nếu như mặt A, cái phần sơn trắng nó hiện ra là như vậy thôi, thì mặt B, cái phần sơn trắng hiện ra nó chỉ còn có nhiêu đây. Tại vì cái nếp gấp bên trong nó nhiều hơn, thưa quý vị. Như vậy, từ một cái tờ giấy phát đồ, cách gấp ban giám khảo sẽ dán lên đây cho Trấn Thành khoảng 30 mấy 40 cái điểm. Họ muốn dán ở đâu cũng được, miễn đừng dán vào những cái đường gấp của chúng tôi thôi. Sau đó, thí sinh của chúng ta phải dùng não bộ để liên tưởng có bao nhiêu chấm lồi ra bên ngoài cho cả hai mặt A và B. Và sai số cho phép của bạn là trên hoặc là dưới 2 chấm mà thôi. Cho anh hỏi là trước giờ em đã tiếp xúc với cái bộ môn nghệ thuật origami này chưa? Dạ chưa. Đó là cái điều khó nhất đối với tôi. Làm sao làm được quý vị? Mà đây là một bộ môn người ta đã thi đấu quốc tế. Có nghĩa là người ta có luyện tập, người ta có nghiên cứu. Còn ông này tới đây chỉ tưởng tượng. Bạn ấy phải vận dụng cái tư duy về không gian. Cái não của bạn ấy nó sẽ hoạt động giống như một cái máy tính vậy đó. Đối với em cảm thấy cái chuyện này nó là impossible, bất khả thi luôn. Cái xác suất sai nó nhiều lắm. Thành thử ra là tôi cũng nghĩ là impossible. Đây là một bộ môn đòi hỏi cái sự sáng tạo rất là cao. Với em thì trong âm nhạc thì còn có cái để mà có thể bám vào, mình có thể sáng tạo dựa trên những cái nốt nhạc đã có sẵn. Nhưng mà đây là một cái bộ môn mà hoàn toàn là chỉ dựa trên cái tưởng tượng ở trong đầu, tư duy của bạn ấy. Nên em cảm thấy nó rất là khó. Em có biết là cái game này là quốc tế người ta thi rồi không? Em có xem cái đó chưa? Dạ có, em có xem. Và cả hai tuyển thủ quốc tế đều thất bại trong thử thách này nha quý vị. Em nghĩ như thế nào? Chứ anh thì lo. Em cũng lo. Theo em, với những gì mà em nghe về bạn thì em nghĩ là bạn có thể pass được cái thử thách này không? Em cũng lo. Có lẽ là lần đầu tiên trong siêu trí tuệ Việt Nam tôi cảm thấy lo giống như ba người trên đấy. Thấy lo, thực sự lo. Thấy lo. Anh Sam cũng lo. Siêu trí tuệ Việt Nam mùa 2 chỉ có trên HTV2 V Channel lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần. Đón xem Bé Vui Bùng Vĩ lúc 20 giờ thứ năm hàng tuần chỉ có trên HTV2 V Channel. V
duy nhất trên Vion trọn vẹn và độc quyền những bí mật siêu hot hoa hậu Việt Nam 2020. True Beauty, vẻ đẹp đích thực, phát sóng độc quyền trên Vion 23 giờ thứ tư và thứ năm hàng tuần.